Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến. Anh chị em các bạn, đây là một cái chỗ này nó bán đồ vật liệu xây dựng, bất cứ những cái gì trong nhà mà là mình vô đây mình mua, ngay cả những cây trồng cũng vậy. Anh chị em các bạn thấy đây, ở bên Mỹ đi vô mua, anh chị em các bạn là nhớ một cái cây nó bán 7 đồng, 7 đồng 98 xu, một cây nó bán 7 đồng 98 xu là mình phải đem theo chỗ cái cửa hàng này đó, cái chỗ này là 10.3% tiền thuế. Mình vô mình mua 7 đồng 98 là mình phải, không phải là đến đó mình trả 7 đồng 98, là mình phải trả cái tiền thuế trong đó. Anh chị em các bạn thấy, bởi vì tại sao bên Mỹ về những cái mà phúc lợi xã hội, về những cái công ích công cộng rồi đó, người Mỹ, hàng chính phủ Mỹ nó lấy được cái tiền thuế của người dân, cho nên nó mới làm được những cái sự việc mà ích lợi công cộng, chứ không phải tự nhiên trên trời mà nó rớt xuống. Không phải giống như mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ mà tụi nó tiên truyền. Một số anh chị em các bạn ở trong nước, tôi thấy những người mà kém hiểu biết đòi hỏi nhiều cái rất là nghịch lý. Tôi thấy đây là một cái cửa hàng nó bán cái giống quái gì nó cũng có. Anh chị em các bạn mua từ cục đá, cục gạch, từ cái ống, từ cái cây trồng, từ cái thùng sơn, từ cái lá cờ, từ một cái khúc gỗ, từ cái bóng đèn, tôi nói này, từ cái kèm, còn ốc, còn vít, từ cái bình xịt thuốc trừ sâu, từ cái thùng rác, anh em bạn nghĩ đi, từ cái đồ bao tay, cái đồ bao tay và tất cả mọi thứ vân vân đều phải trả thuế. Cái người nói chuyện các bạn, cái người mua phải trả thuế, còn cái người bán đó, người ta thu được cái lợi nhuận, cái lợi tức là họ phải đóng cái tiền thuế lại cho chính phủ. Các bạn thấy nó lấy thuế không? Mua một cái bình điện cũng phải đóng thuế, một cái bếp cũng phải đóng thuế. Đấy, tôi ngay cả tôi nói mua một cái hạt giống như vậy qua trồng như vậy cũng phải đóng thuế. Đấy, mua những cây kiểng như vậy cũng phải đóng thuế. Đó, anh chị em các bạn nghĩ nè, những cái cây, những cái bình, những cái vật liệu từ những cái đồ mà gọi là thuốc chuột trừ sâu, thuốc sâu, bịch rác, cục pin đều phải trả thuế. Anh chị em các bạn thấy thằng Mỹ nó hay không? Từ cuộn giấy lau tay cũng phải trả thuế. Đấy, cái cuộn giấy lau tay cũng phải trả thuế. Đi cái chai xà bông, cái chai xà bông để giặt đồ cho nó thơm cũng phải trả thuế. Đồ ăn cho chó cũng phải đóng thuế. Cái hột quẹt cũng phải đóng thuế. Những cái cây kiểng như vậy nè là cũng phải đóng thuế. 4 đồng 96 98 xu một cây thì anh phải trả cái tiền thuế trong đó nữa. Từ cái cầu giao điện cũng phải đóng thuế. Đây, giữa bên này là bên chỗ là điện. Đấy, ngay cả cái đồ hút gác này cũng phải trả thuế. Cái thùng 5 galon mà ở bên Việt Nam gọi là 29 galon, 29 lít. À, ra vào đây mạng nó mới mạnh lại. Chỗ này nó yếu, sóng nó yếu. Anh chị em các bạn thấy ở Mỹ này mua cái gì cũng phải đóng thuế cho nó. Tất cả mọi thứ đều phải trả thuế. Mình vô trong kia tự nhiên cái mạng nó vô trong cái nhà, cái sóng mạng nó yếu lại, cho nên bị rớt. Tôi nói anh chị em các bạn, ngay cả mua một cái lon nước uống cũng phải đóng thuế. Đây, cái gì cũng phải đóng thuế cho nó. Cho nên tại sao ở Mỹ
thằng Mỹ, thằng chính quyền Mỹ nó lấy được tiền dân mà nó làm đủ thứ chuyện hết. Nhiều khi anh chị em các bạn ở trong nước mình đâu có đóng được như vậy đâu, mà mình đòi hỏi chính phủ phải tạo cái phúc lợi xã hội cho mình. Tôi nói ông nhà nước Việt Nam mình chỉ mới ra chỉ thị gọi là lấy tiền thuế của dân mà đi xe Honda, xe máy đó, là dân mình la làng lên rồi. Anh chị em các bạn thấy đó, đời sống ở bên Mỹ cái gì cũng chả thế. Anh mua cái gì là anh đi mua cái bánh, cái kẹo, cái chai nước uống hay bất cứ mọi thứ anh phải trả thuế hết. Đời sống ở bên Mỹ mà, thằng Mỹ mà nó lấy thế cực kỳ giỏi, cực kỳ hay. Nó lấy mà người dân phải đưa hai tay cho nó dân. Chứ không phải là anh nói là anh không trả, tại vì tôi nghèo quá tôi không trả thuế. Không có chuyện đó đâu cưng. Anh xem các bạn thấy ở bên Mỹ này, tại nãy tôi vô bên kia cái nhà nó bị mất sóng á, bất cứ cái gì đều phải trả thuế. Anh chị em các bạn thấy không? Những cái món đồ, cái gì là mình cũng phải, người mua nó phải trả. Mà trong khi đó đời sống ở Việt Nam, người dân của mình đâu có đóng giống như kiểu Mỹ đâu. Dân mình mà đóng kiểu như Mỹ là chỉ có lăn đùng ra khóc thôi, là chút chắc là đi xuống đường biểu tình. Bởi mấy cái thằng chống cộng cực ngu ở bên Mỹ nó lên, nó mị dân. Anh chị và bạn thấy không, nó mị dân, nó xảo trá, nó bịp bợm, nó lừa những người nhẹ dạ cả tin. Ở Mỹ này bước vô tất cả những cái cửa hàng, cửa tiệm, mua bất cứ cái gì, tôi nói từ viên gạch, cục đá, con ốc, con vít, từ mọi thứ là đều phải đóng thuế trả thuế hết. Đấy, khủng khiếp không? Nhiều khi anh chị các bạn biết thằng Mỹ nó ở chỗ cái thành phố tôi gọi là cái thành phố nhỏ này của thuộc về Glendale, nó chỉ bẻ có một xu thôi mà nó lấy 300 triệu của người dân đó, nó xây cái sân vận động, nó xây xong rồi đó. Anh chị các bạn biết nó bán vé cho người dân luôn. Không phải nó xây xong rồi đó là có nghĩa là người dân được vô đó là không đúng tiền đâu, là phải trả tiền lại phí, tiền cửa, chứ không phải. Anh chị em các bạn nhớ, tất cả mọi thứ gì đều phải đóng thuế hết. Cái xứ Mỹ này, chứ đừng có nghĩ rằng nhiều khi tôi muốn like để anh chị em các bạn thấy cái sự khác biệt giữa ở quê nhà và ở trên cái đất Mỹ này. Mình cần phải cảm ơn những gì mà quê hương của mình đang có hiện nay. Chứ không phải mọi thứ cứ lên mạng, cứ ngồi đó than khóc rồi. Tụ năm tụ bảy với mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ. Thôi thì mình vô đây mạng nó yếu rồi. Ở bên Mỹ bất cứ một cái gì đều phải đóng thuế, từ cái tờ giấy đi cầu, từ một cái giấy vệ sinh, từ mọi thứ gì cũng phải trả thuế á. Tôi nói ngay cả một cái đồ để rửa chén như vậy, anh chị các bạn thấy một cái đồ rửa chén như vậy là cũng phải đóng thuế đó. Mua là phải trả thuế đó. Để 7 đồng 88 xu bịch gì đó là anh phải trả, ở chỗ này là phải trả 10% tiền thuế. 10 đóng thuế. Nhưng các bạn thấy không? Cái gì cũng phải thuế hết á. Bởi vì tại sao thằng Mỹ nó có tiền, thằng chính phủ đó nó có tiền, nó lấy được tiền dân, nó làm được cái giống gì nó cũng làm được. Tôi nói nó đi dội bơm mấy cái quốc gia khác vậy, nó bẻ chừng vài xu hơn đồng đô thôi là nó lấy hàng tỷ đô la rồi. Anh chị em các bạn thấy. Còn Việt Nam của mình, tôi nói dân trung lưu Việt Nam của mình được sống, được thừa hưởng rất là nhiều quyền lợi. Ngay cả những cái đồ vật như vậy nè, chỉ là để giải trí, để cho chim nó ăn đó. Mình mua những cái hạt này, bông để mà cho chim nó tới nó ăn chơi vui vậy thôi đó. Mua cũng phải đóng thuế. Cái gì cũng phải đóng thuế. Một cái cửa hàng gì các bạn biết Mỹ nó thu được biết bao nhiêu tiền thuế. Mỹ nó thu, tôi nói mỗi một ngày nó thu cả ngàn tỷ đô la về tiền thuế. Nó thu. Anh chị em các bạn nghĩ đi.
khủng khiếp lắm, nó thu tiền thuế khủng khiếp lắm. Cái sở thuế của nó rất là quyền lực và mạnh. Người nói tới sở thuế Mỹ là phải sợ sự cái sự nghiêm minh của nó và cái sự gọi là khó khăn của nó. Anh thiếu nó một đồng một xu nó cũng đòi anh nữa, chứ không phải giỡn đâu. Mà anh thiếu anh không trả nó cứ cộng lên, bắt đầu nó cộng tiền lời lên. Chứ phải giỡn đâu. Các bạn thấy, bệnh là mình quay để anh chị các bạn thấy, để mình cảm thông với cái quê hương của mình. Và mình cần phải biết phấn đấu lên nhiều hơn. Chứ không phải cái gì cũng đợi chính phủ ban phát. Chứ ra đó, thấy mấy thằng chống cộng cực cu nó đi về những cái vùng sâu vùng xa, nó quay những cái nơi nghèo thế này thế nọ, rồi nó lên án, nó bôi nhọ một cái đất nước, rồi mình cũng nhảy theo, mình hùa theo. Tôi thấy rất là đáng tiếc. Cần phải thức tỉnh anh chị em các bạn, bà con thức tỉnh, vạch mặt cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp. Các bạn thấy đời sống ở Mỹ mà. Thôi thì lại mình chia sẻ anh chị em các bạn vô đây nó sống nó yếu đi chút cái đâm mất sống, để anh chị em các bạn thấy ở Mỹ này mua cái bóng đèn, các bạn thấy không, mua cái bóng đèn, con ốc, con vít, cái chỗ này thì cái bóng đèn nó đầy đủ hết, cái gì cũng có mà phải đóng thuế. Anh mua cây viết, ngay cả cây viết anh cũng phải trả thuế nữa nha. Bao tay, cái con dao, cái băng keo, anh chị em các bạn đấy, phải đóng thuế. Anh cứ nghĩ ở chỗ này là cái sở thuế chỗ này, khu vực này nó mắc lắm, 10.3%, tại cái thị trấn này nó nhỏ, cho nên cái địa phương nó lấy thuế nhiều để đặng mà nó xây dựng cái lợi ích công cộng đó. Rẻ thì rẻ cũng khoảng 8.3% ở trong Phoenix, những thành phố lớn. Còn những cái thành phố nhỏ là như thành phố này đó là 10.3%. Đây cái thị trấn nhỏ thì nó cần phải lấy nhiều thuế. Các bạn thấy không, ngay cả sơn mỗi thứ gì hết, thuế. Người mua trả và cái người chủ tiệm làm ra lợi nhuận cũng phải trả thuế. Nó gọi là income, hay là anh đầu tư, anh invest, anh làm ra được cái đồng tiền là anh phải đóng thuế. Anh làm ra đồng tiền đó, nó gọi là cái lợi tức. Còn mà anh đầu tư đó thì nó gọi là cái capital gain, có nghĩa là cái lợi nhuận mà anh thu được từ những cái việc làm mà anh mua bán về bất động sản. Còn ngay cả tôi nói anh, ngay cả cờ bạc cũng vậy, anh thắng cờ bạc anh vẫn phải đóng thuế. Đây, như tôi nói bên này nó có một cái tờ giấy số Megabore, các bạn thấy trúng số là nó lấy 50%, không nói tiếng nào, bắt buộc cái gì cũng thế. Tại sao? Bởi vì đất nước người ta mới có tiền, chính phủ người ta mới có tiền, người ta mới làm đường, làm xá, trường học, những cái lợi ích về công cộng. Anh chị em các bạn thấy người ta có mới có được, nó thu biết bao nhiêu. Còn Việt Nam của mình đi ra ngoài đó, dân mình mua đâu có đóng thuế giống như kiểu bên này. Từ cái đồ lọc nước, từ cái nhà cầu vệ sinh, tràn ơi thế. Tôi nói anh chị em, thế tax, rồi lệ phí. Tôi chưa nói về những cái công trình nha, công trình mà xây cất đồ đấy, còn phải đóng lệ phí nữa, phí chồng phí thôi, cái gì cũng lệ phí. Các bạn thấy cái gì cũng phải trả tiền thuế, đâu phải giỡn đâu, từ mọi thứ đều phải trả thuế. Thôi mình xin chào anh chị các bạn nha. Đấy, ngay cả từ cái ống nước như vậy, anh chị các bạn thấy một cái ống nước như vậy nè, 46 xu một cái ống như vậy, cái co nhỏ như vậy là 46 xu, và anh phải trả trong này là 10.3%. đấy, chứ đừng nghĩ là anh nói tôi mua 46 xu ra kia tôi trả 46 xu thôi,
không có chuyện đó đâu cưng. Không có chuyện đó. Cái chỗ ngoài kia anh tính tiền nó không có chuyện đó. Nhiều thằng mình thương lượng với nó tiền thế, nhưng mà mua bán nó nói cái này của chính phủ chứ đâu phải của tao đâu, chính phủ lấy mà mày phải trả. Từ một cái gọi là Teflon, là cái này gọi bên Việt Nam gọi là băng keo non á, anh chị em các bạn thấy 98 xu cũng vậy, là gọi cho anh đồng đi, là anh phải 10.3% tiền thuế ha. Thuế tôi nói nha, ngay cả anh mua bó hoa, cái bó hoa anh tặng người yêu đi, cái bó hoa này nè, anh cũng phải trả thuế. Các bạn thấy không, hay cái gì mà vô trong cái cửa hàng rồi đó là đi ra là phải trả thuế. Một cái bó hoa như vậy đấy, nó bán nhiêu ta không thấy để giá đó, anh vô nó vụ vụ để anh lụm cái là anh phải trả thuế. Thấy không? Các bạn thấy không? Bởi vì tại sao mà chính phủ người ta, đất nước người ta mới có tiền, chính phủ người ta mới có tiền, người ta mới làm được cái này, làm được cái kia. Còn dân mình đóng, tôi nói ông chính phủ nhà nước mình chỉ đập mấy thằng mà đại gia không à, đập mấy tay lớn không à. Còn dân trung lưu là được thừa hưởng hết, cái gì cũng được hưởng, hưởng sấy, ưu đãi một cách khủng khiếp. Bên đây rồi mà tôi nói những người dân trung lưu đó, đóng còn bạc mạng nữa. Anh làm 10 đồng là anh phải đóng trong đó ít nhất cũng khoảng từ 24% cho đến 39% tiền lợi tức. Tôi nói về lợi tức dân trung lưu, anh chị em các bạn nghĩ đi. Tại dân trung lưu thường thì những cái người mà độc thân đó, dân độc thân tại nó không có khai đi đất được, nó nhiều á, nó đóng thế bạc mạng luôn, anh đâu có khấu trừ được gì đâu. Bởi vì làm có nhiều người cuối năm bây giờ từ đây tới tháng 4 này anh phải khai thuế lợi tức, anh mà không khai nó bắt anh, nó phạt anh. Anh phải khai thuế lợi tức trong năm qua anh làm bao nhiêu, tiền lợi tức của anh bao nhiêu, nếu anh làm kinh doanh thì anh phải khấu trừ như thế nào cho đúng, anh phải có giấy tờ đầy đủ hết. Còn anh là công nhân mà hạng 3, hạng 4 đó, anh làm, anh đóng thuế, nó gửi cho anh tờ giấy thuế, nó gọi là W2, là anh phải khai năm qua anh đóng bao nhiêu, anh đóng không đủ, anh còn thiếu lại bao nhiêu, là anh phải trả cho chính phủ. Tôi nói cho vừa biết, còn anh không trả hả, nó bắt anh bỏ tù, nó phạt anh. Chứ đâu phải giỡn đâu. Mỹ người ta sợ nhất là thế, sợ nhất là nhà mà bị tụi sợ thế, tụi IRS nó audit mà nó bắt mình cái vụ thế mà mình không trả, sợ nhất là đó. Các bạn biết là nó tịch thu à? Nhà anh có cái gì nó tịch thu cái đó, anh có tài sản gì đó tịch thu anh cái đó, anh thiếu thế nó mạnh đến độ như vậy đó, nó quyền lực đến độ vậy, cái sợ thế nó quyền lực đến độ như vậy. Anh chị em các bạn nên nhớ, có quyền lực giả mang lắm. Để tôi ra đây tôi mua rồi tôi cho anh chị các bạn thấy. Đấy. Mình mua xong rồi mình phải đóng thuế. Please scan your items. When you're finished, select the payment type. Bạn thấy gì ơi, ở bên ngoài nhìn hào nhoáng lắm. Ô cái gì nó cũng điện tử. Ôi sao nước Mỹ cái gì nó cũng điện tử hết. Nhưng mà các bạn hãy nghĩ đi, tại sao nó điện tử nó quá? Tại vì thằng này nó không muốn phải chi phí nhân viên nhiều. Các bạn thấy không? Đấy, tôi mua hai cái món này 19 đồng. Cái con vít này để đằng sửa cái cửa. Sửa cái cửa 19 đồng. Đấy. Bây giờ mình phải trả. Đấy, các bạn thấy thế 1 đồng 81 xu. Thế đồng 81 xu, tổng cộng là 23 đồng 77 xu. Anh phải trả thế. Anh đâu có nói là anh không trả thế, anh xách ra anh đi ra, anh đi thử coi. Đố anh đi được à. Anh thử anh đi đi. Đố anh đi được. À, các bạn thấy. Đâu phải giỡn đâu. À, before tax, after tax.
Tại sao chợ búa bên này nó làm điện tử nhiều? Ngày xưa nhân viên làm nhiều. Please remove your card. Tại vì nó phải trả tiền nhân viên, cho nên bây giờ nó sử cái gì nó cũng sử dụng robot. Would you like an e-receipt? Các bạn thấy không? Nhiều khi qua Mỹ, ồ thấy cái gì cũng điện tử, thấy phái. Thấy phái. Ồ, qua Mỹ cái gì nó cũng hào nhoáng hết. Mà anh chị em các bạn thấy đụng vô tiền, money. Mình có nói mua cái ly cốt thì không cũng phải trả tiền thế. Cái gì cái uống nước thôi. Đấy, cái gì cũng tự động. Nhưng mà nhìn thấy toàn rồi. Đấy. Đâu phải giỡn đâu. Nghĩ rằng nước Mỹ tôi qua tôi lên được thiên đàng rồi. Hồn ai nó giữ à. Hồn ai nó giữ à. Thằng nào khôn. Mấy thằng bao que thì nó lên mạng nó nổ, ngồi nó tin. Nó quay mấy cái nào, nó quay ra ngoài đường nè, thấy là xe không à, thấy không? Đó, ô Mỹ rồi, ô giàu quá. Ô dân Mỹ giàu quá. Các bạn nghĩ đi, mỗi một chiếc xe như vậy nè, tiền thuế nè, tiền bảo trì nè, tiền bảo hiểm nè. Đó, nó tạo ra một cái hương trường của Mỹ rất là lớn. Anh chị em các bạn thấy mấy thằng bảo hiểm nó bán bảo hiểm, quẹt xe chạy cái đố mày dám ra đó mày khai bảo hiểm, mà khai bảo hiểm nó tăng lên. Chỉ khi nào mà đụng tai nạn hay là mất xe mất cổ á, nó ăn cắp á, mình mới dám khai bảo hiểm. Còn nhiều khi để cái nhỏ mỗi cái là mỗi khai nó hả, khai nó nhiều khi tốn 300 nó tăng bảo hiểm 1,000, nó cáo cái độ gì đó tăng bảo hiểm mình đó. Còn mấy lần mà tôi nói với các bạn về thiên tai bên Mỹ gì, khi mà có thiên tai á, nó tăng bảo hiểm, ai nó cũng tăng. Mấy bảo hiểm á, nó bị thất thu của nó đó. Má, thằng Mỹ nó là thằng business mà. Business, money talk. No money, no honey. Money, Mỹ là cái gì cũng money. Chịu các bạn nhớ vậy. Đi vô một cái đi ra, vài chục đô. Tôi nói là chỉ mua nhỏ ít thôi đó. Mua ít đồ về sửa cái cửa thôi đó. Còn bây giờ nó kêu thợ lại sửa, nó ăn 500. Nó làm này kiểu nó ăn ít 500. Đâu chứ. Mình mua có 20 hai mấy đồng mình tự sửa. Các bạn thấy không? Thì khi nói là có cái nhà, cái xe. Cuộc sống ở Mỹ mà nó không phải nó lên này nó nổ đâu. Thôi mạng nó yếu quá không? Là mình xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.